Ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng với ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương và 4 đồng phạm chuẩn bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 21 tháng 9 tới. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông trong vụ án là bị hại, thay vì là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Luật sư Trương Anh Tú, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh cho biết, ông cũng đồng quan điểm với các luật sư khác trong vụ án về việc kiến nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của người có liên quan trong vụ án. Ngoài ra, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, Đinh Thị Lan cũng có kiến nghị, đề nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của hai bà này.